phải theo hướng tấn công của cầu thủ West Ham. Cổng kim đánh ra, dàn xếp rất hay của đội chủ nhà. Không phải là một pha dứt điểm của James Tomkin mà đó là một đường truyền để Westerred thực hiện cú đánh đầu cận thành. Không một cầu thủ nào của Liverpool theo kèm Westerred ở pha bóng này. Vòng đấu trước họ thủng lưới rất sớm về Kim Cương. Tiếp tục là pha lên bóng của cầu thủ West Ham. Đường truyền vào bên trên. Cho tất cả những gì mà chúng ta có thể nói về những diễn biến đã qua. Nói đây là một đường truyền cũng được mà bảo đó là một tình huống chủ động dứt điểm có lẽ cũng không sai. Một pha bấm bóng thẳng vào góc cao khung thành, quá hiểm hóc của Sakho. Một trong những bàn thắng đẹp nhất vòng đấu này. Jordan Henderson. Đường truyền cho Balotelli. Cơ hội dứt điểm. Vẫn còn. 1-2 cần thiết cho Liverpool để họ trở lại với trận đấu này. Rất hoàn hảo. Và dứt điểm như đã bác của Raheem Sterling. Cú sút như thế để cầu thủ này giải tỏa đi tất cả những áp lực, tất cả những sức ép mà Liverpool hứng chịu trước đó. Đứng trước bóng đang là Enner Valencia. Enner Valencia lại làm tình huống phải đẩy bóng của thủ thành Minole. Moreno. Quả tạt của Hector Moreno. Đó là một quả tạt hơi sâu. Bóng vẫn còn trong khu vực nguy hiểm. Sterling. Chúng ta cùng xem lại quả tạt trước đó của Hector Moreno. Giải pháp đấm bóng là chính xác. Được thế bế tắc, khai thông được sự bế tắc thì Balotelli sẽ ghi bàn một cách thường xuyên. Đào Ninh. Đường truyền dành cho Enner Valencia. Và dứt điểm là hơi vội vàng của Valencia. No handball by Balotelli. Goes for goal! The power almost beat out. I mean, it's great running from Balotelli to begin with. There might have been a little use of the hand, but he got away with it this time, got the benefit. But this is impressive. I mean, it's great power unleashed in that. And Adrian just Sam trở nên cứng cáp hơn. Rất nguy hiểm. Một tình huống va chạm giữa Creswell và Collins. Còn đây là pha đường truyền sai của Sakho. Đào Đình cánh trái dứt điểm và thủ đã được tung vào sân ở trong hiệp đấu thứ hai. Sai lầm thuộc về Sakho trong tình huống mà anh đã không quan sát. Cũng phải nói rằng đường truyền của Stewart Đào Đình là quá chuẩn xác. Hàng phòng ngự của Liverpool ở trong trận đấu ngày hôm nay đã